Trước mắt quý bà con đang là khuôn viên rộng trên 2.000 m2 của du khách ở Long An, với điểm nhấn là cây phong lá đỏ Nhật Bản Bảy Thùy cổ thụ đang được các anh kỹ thuật của nhà vườn Khánh Võ gieo trồng. Đây là dòng phong lá đỏ quý hiếm bậc nhất của Nhật Bản đã được nhà vườn Khánh Võ đưa về và thuận với khí hậu Việt Nam, cũng là dòng phong duy nhất có lá màu đỏ tươi, dễ trồng và dễ chăm sóc. Chú đã quyết định chọn cây phong lá đỏ như một mảnh ghép còn thiếu cho khu vườn của mình. Cây phong lá đỏ được trồng ngay tại vị trí rất dễ chiêm ngưỡng cạnh chòi mái vòm. Giờ đây thì gia chủ đã có thể thưởng thức được vẻ đẹp thiên nhiên ngỡ như chỉ có trên phim ảnh, nay đã hiện hữu ngay tại vườn nhà. Nhất định vị trí này sẽ là nơi rất thu hút, không chỉ với mọi thành viên trong gia đình mà còn với tất cả các vị khách khi ghé thăm sẽ rất thích thú chụp hình cùng với cây phong lá đỏ siêu khủng này. Với chiều cao lên đến 5m, vành gốc lên đến 69cm, cùng tán cây rộng 3m, đây thật sự là cây phong lá đỏ có kích thước lớn nhất ở Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Để đáp ứng yêu cầu của du khách muốn cây ra lá đỏ đúng dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, kỹ thuật của nhà vườn Khánh Võ đã tuốt lá và xử lý chăm bón. Chỉ khoảng hơn 10 ngày nữa thôi thì cây sẽ đâm những đọt lá mới, ra lá đỏ rực cả góc vườn đúng dịp Tết Quý Mão 2023 như du khách yêu cầu. Sắp tới thì nhà vườn Khánh Võ sẽ về thêm nhiều cây phong lá đỏ có kích cỡ khủng hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng. Hotline 0962347777, địa chỉ vườn 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhanhvo.vn. Nhà vườn Khánh Võ, vì một Việt Nam xanh.